Chào các bạn cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe podcast thứ hai của mình hôm nay thì mình sẽ nói về một lý do mà mình nghĩ vì sao người miền nam dễ tính và thoải mái hơn người miền bắc nhé tất nhiên là một số người sẽ không đồng ý với mình nhưng mình chỉ muốn nói là những cái suy nghĩ này của mình là dựa trên kinh nghiệm của mình vì mình chuyển nhà đến miền Nam cũng khoảng 4 năm rồi, mình sinh ra và lớn lên ở miền Bắc và mình cũng có một số bạn sống ở miền Nam, một số bạn người miền Bắc sống ở miền Nam và một số người quen miền Nam nữa nên uh, những cái uh, những cái ý kiến của mình trong cái podcast này thì uh, nếu mọi người không đồng ý thì có thể nghĩ là cái này là kinh nghiệm của riêng mình thôi, có lẽ là bạn sẽ có một cái kinh nghiệm khác được không? Đó, vì khi mình làm cái podcast này thì mình không muốn có ý tiêu cực gì cả Mà chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ với mọi người Mình đã nghe rất nhiều người nói rằng Nếu bạn sống ở miền Nam đủ lâu Thì bạn sẽ thấy văn hóa ở đó, văn hóa ở miền Nam khác với miền Bắc Cụ thể hơn là họ dễ tính hơn, họ thật thà hơn mình thì cũng thắc mắc điều này rất là lâu rồi cũng có nhiều lý do mà mình nghĩ đến à, ví dụ như có thể là địa lý này rồi chính trị này rồi tôn giáo nữa nhưng mà tất nhiên nói về chính trị thì không dễ đâu nên thôi mình sẽ không nói về chính trị và cũng không nói về tôn giáo mà mình chỉ nói về mình sẽ chỉ tập trung vào lý do quan trọng nhất thôi đó là địa lý lần trước khi mà mình nói chuyện với một anh học sinh thì anh ấy đã giải thích cho mình rằng vì ở miền nam rất dễ sống địa lý ở miền nam nó khác địa lý ở miền bắc khí hậu ở miền nam thì nóng ẩm và không có mùa đông nên cái gì cũng dễ trồng trồng cây gì cũng được trồng cây ăn quả hoặc là trồng lúa trồng gạo rồi à, họ cũng có nhiều sông nhiều hồ nên nếu mà đói thì đi ra sông đi ra hồ bắt cá bắt hải sản ăn đó thì à, đời sống nó rất là dễ nó rất là thoải mái không phải lo nghĩ gì còn à, ở miền bắc thì đúng là địa lý ở miền bắc thì nó khó nó khó hơn một chút khó trồng cây hơn và đặc biệt ví dụ như ở miền núi miền bắc ấy, thì thì trồng cây cũng rất là khó đặc biệt là vùng tây bắc đó thì vì cuộc sống ở miền bắc nó khó khăn hơn một chút cái điều kiện địa lý thì nó khó hơn một chút nên mọi người thì họ không thể nào mà à, thoải mái được không thể nào mà luôn luôn thoải mái được mà họ cũng phải suy nghĩ nhiều họ cũng phải lo nhiều ví dụ như là mùa đông mà không có thức ăn ngày trước mùa đông không có thức ăn thì mình phải mình phải tiết kiệm rồi để mình có đủ đồ ăn qua mùa đông để mình không bị đói. Đó. Thì có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà người miền Bắc tiết kiệm hơn người miền Nam. Đôi khi thì cũng có nhiều người người ta tiết kiệm quá mức thì bị gọi là bo nhưng mà mình nghĩ là tiết kiệm thì cũng tốt mà, chỉ là đừng có quá mức thôi. Đó. Còn người miền Nam thì mình nghĩ là họ ít khi lo xa lắm hoặc là hoặc là họ thích sống theo kiểu sống trong hiện tại này và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Đó nên thường thì họ cũng tính của họ cũng đơn giản hơn, đó, ít lo xa hơn, cũng không có suy nghĩ nhiều như người miền Bắc. Còn bạn thì sao? Bạn có đồng ý với mình không? Nếu bạn cũng đồng ý với mình là người miền nam dễ tính hơn người miền bắc thì lý do là gì comment cho mình biết nhé cảm ơn mọi người đã xem <laughs> nhầm cảm ơn mọi người đã nghe cái podcast này và hẹn mọi người trong podcast tiếp theo nhé và nếu bạn muốn uh, mình làm một cái podcast về chủ đề gì đấy thì nhớ comment cho mình biết nhé cảm ơn và tạm biệt vì sao người miền nam dễ tính hơn người miền bắc chào các bạn cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe podcast thứ hai của mình hôm nay thì mình sẽ nói về một lý do mà mình nghĩ vì sao người miền nam dễ tính và thoải mái hơn người miền bắc nhé tất nhiên là một số người sẽ không đồng ý với mình nhưng mình chỉ muốn nói là những cái suy nghĩ này của mình là dựa trên kinh nghiệm của mình mình sinh ra và lớn lên ở miền bắc và mình cũng có một số bạn sống ở miền nam một số bạn người miền bắc sống ở miền nam và một số người quen miền nam nữa nên những cái những cái ý kiến của mình trong cái podcast này thì nếu mọi người không đồng ý thì có thể nghĩ là cái này là kinh nghiệm của riêng mình thôi có lẽ là bạn sẽ có một cái kinh nghiệm khác được không vì khi mình làm cái podcast này thì mình không muốn có ý tiêu cực gì cả mà chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình đã nghe rất nhiều người nói rằng nếu bạn sống ở miền Nam đủ lâu thì bạn sẽ thấy văn hóa ở đó, văn hóa ở miền Nam khác với miền Bắc. Cụ thể hơn là họ dễ tính hơn. Họ thật thà hơn mình thì cũng thắc mắc điều này rất lâu rồi cũng có nhiều lý do mà mình nghĩ đến ví dụ như có thể là địa lý này rồi chính trị này rồi tôn giáo nữa nhưng mà tất nhiên nói về chính trị thì không dễ đâu nên thôi mình sẽ không nói về chính trị và cũng không nói về tôn giáo mà mình chỉ nói về mình sẽ chỉ tập trung vào lý do quan trọng nhất thôi đó là địa lý lần trước khi mà mình nói chuyện với một anh học sinh thì anh ấy đã giải thích cho mình rằng vì ở miền nam rất dễ sống địa lý ở miền nam nó khác địa lý ở miền bắc khí hậu ở miền nam thì nóng ẩm và không có mùa đông nên cái gì cũng dễ trồng trồng cây gì cũng được trồng cây ăn quả hoặc là trồng lúa trồng gạo rồi họ cũng có nhiều sông nhiều hồ nên uh, nếu mà đói thì đi ra sông đi ra hồ bắt cá bắt hải sản ăn đó thì uh, đời sống nó rất là dễ nó rất là thoải mái không phải lo nghĩ gì còn ở miền bắc thì đúng là địa lý ở miền bắc thì nó khó nó khó hơn một chút khó trồng cây hơn và đặc biệt ví dụ như ở miền núi miền bắc thì trồng cây cũng rất là khó đặc biệt là vùng tây bắc đó thì vì cuộc sống ở miền bắc nó khó khăn hơn một chút cái điều kiện địa lý thì nó khó hơn một chút nên mọi người thì họ không thể nào mà thoải mái được không thể nào mà luôn luôn thoải mái được mà họ cũng phải suy nghĩ nhiều, cũng phải lo nhiều. Ví dụ như là mùa đông mà không có thức ăn. Ngày trước, mùa đông không có thức ăn thì mình phải mình phải tiết kiệm rồi để mình có đủ đồ ăn qua mùa đông để mình không bị đói. Đó, thì có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà người miền bắc tiết kiệm hơn người miền nam đôi khi thì cũng có nhiều người người ta tiết kiệm quá mức thì bị gọi là ki bo nhưng mà mình nghĩ là um, tiết kiệm thì cũng tốt mà chỉ là đừng có quá mức thôi đó còn người miền nam thì mình nghĩ là họ ít khi lo xa lắm hoặc là họ thích sống theo kiểu sống trong hiện tại này và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất đó nên thường thì họ cũng tính của họ cũng đơn giản hơn đó ít lo xa hơn cũng không có suy nghĩ nhiều như người miền bắc còn bạn thì sao? Bạn có đồng ý với mình không? Nếu bạn cũng đồng ý với mình là người miền Nam dễ tính hơn người miền Bắc thì lý do là gì? Comment cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã đã xem à nhầm. Cảm ơn mọi người đã nghe cái podcast này và hẹn mọi người trong podcast tiếp theo nhé. Và nếu bạn muốn mình làm một cái podcast về với chủ đề gì đấy thì nhớ comment cho mình biết nhé. Cảm ơn và tạm biệt.